bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tương Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Chương trình hôm nay, Tương Đại Dương sẽ gửi những thông tin bổ ích đến các bạn nào có nhu cầu muốn du học tại Canada và những cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như là định cư. Khi đến du học Canada, bạn sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm, định cư và chính sách hoàn trả là 60% học phí cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Canada là một trong số các quốc gia G8 có mức học phí thấp nhất và là một trong số quốc gia an toàn, thân thiện trên thế giới. Học tập tại Canada với mức học phí vừa phải. Canada là một quốc gia song ngữ nên bạn có thể học thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Tại đây có hơn 390 cơ sở giáo dục bằng cấp được quốc tế công nhận. Sinh viên được phép làm thêm 20 tiếng một tuần trong khi đang học và 48 tiếng một tuần khi nghỉ hè. Ngoài ra, sinh viên được ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành. Điều đó giúp họ có nhiều cơ hội tiếp cận với công việc ở nước ngoài và tạo điều kiện cho họ được nhập cư vào đất nước này. Một trong những vấn đề quan tâm của du học sinh là việc làm thêm bên ngoài nhà trường, vì đây là cơ hội vừa kiếm được tiền, vừa trải nghiệm được cuộc sống ở xứ người. Theo quy định hiện hành tại Canada, sau 6 tháng học tập, sinh viên sẽ được làm thêm tối đa 20 giờ trên một tuần trong thời gian học. Vào mùa hè hoặc nghỉ đông có thể làm toàn thời gian. Tuy nhiên, sinh viên bắt buộc phải có giấy phép lao động mới có thể bắt đầu công việc. Cơ hội để được làm việc định cư và cũng như chính sách được hoàn trả học phí sau khi tốt nghiệp. Chi tiết hãy gọi 0838-2080, công ty tư vấn du học Tương Đại Dương sẽ giải đáp những thắc mắc này cho các bạn nhé. Điều đặc biệt trong chính sách giáo dục của Canada là tất cả sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp đều được cấp giấy phép làm việc từ 8 tháng đến 3 năm tùy chương trình học. Vì đất nước Canada rộng lớn, nhân lực đang thiếu hụt nên họ cần lao động. Ông David Whipley, giám đốc của chương trình hỗ trợ việc làm của tỉnh bang British Columbia cho biết dự kiến sẽ có 1,1 triệu việc làm tại tỉnh bang trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019. Trong đó cần 1/3 lực lượng lao động là những người nhập cư. Để sinh viên nước ngoài ở lại làm việc là cơ hội bổ sung nguồn nhân lực, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện lập nghiệp và trở thành công dân của Canada. Theo chương trình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, sau 3 năm làm việc, lao động nước ngoài có thể làm hồ sơ để xin trở thành là công dân Canada theo chính sách nhập cư của nước này. Để được tư vấn miễn phí thủ tục hồ sơ, các bạn hãy liên hệ về số 0838382080. Và các bạn đừng chần chừ, đừng do dự gì nữa, hãy đến học tập và định cư tại Canada, thực hiện giấc mơ tri thức của bạn trong một quốc gia thân thiện nhất, an toàn nhất và có nền công nghệ tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, hiện nay chính phủ của bang Manitoba có đưa ra những chính sách ưu đãi hoàn trả học phí cho sinh viên. Điều kiện cụ thể như sau: nếu bạn tốt nghiệp tại một trường được chứng nhận bởi Canada CRA từ ngày 1 tháng 1 đến năm 2007 trở đi, hiện nay đang làm việc và đóng thuế ở Manitoba, bạn sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ học phí thông qua hoàn thuế thu nhập của thành phố. Bạn không nhất thiết phải học ngay. Trước đó, bằng cấp của bạn có thể là bằng đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ. Chỉ cần anh văn của bạn được chứng nhận bởi CIA, bạn sẽ được hưởng chính sách hoàn 60% thuế. Khi được áp dụng chính sách này, số tiền học phí tối đa mà bạn có thể nhận lại lên đến 25.000 đô. Để biết thêm thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện nhập học khi du học tại Canada, các bạn vui lòng gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí về mọi thông tin. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc truy cập vào website tuyendaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Chương trình ngày hôm nay ạ. Theo như cảm trí được biết thì có rất nhiều phụ huynh học sinh muốn rằng là sau khi con em mình du học tại Canada thì họ sẽ làm việc sinh sống tại Canada luôn, tức là muốn được định cư tại quốc gia này. Thế thì không biết là cái vấn đề này mình liệu rằng là mình có dễ dàng thực hiện hay không, thì chắc câu hỏi này chắc xin dành cho chị Diễm Thúy đi ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì để thúc đẩy nền kinh tế phát triển
và tìm các tiềm năng sẵn có của nước Canada, thì một số tỉnh bang ở Canada có chính sách cực kỳ ưu đãi đối với sinh viên quốc tế, đó là khuyến khích du học sinh ở lại sống và làm việc tại đây. Thì chương trình Proviso Nominee Program là chương trình định cư dành cho sinh viên sau khi học xong. Thì tại tỉnh bang Manitoba thì cho phép học sinh ở lại làm việc và sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học. Thì vào năm 1 tháng 1 năm 2011 thì chính sách mới này đã cho sinh viên ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học. Chương trình thông thường là 1 đến 2 năm cao đẳng, 4 năm đại học và 1 đến 2 năm thạc sĩ, 3 đến 5 năm là nghiên cứu sinh, hoặc là chương trình Fast Track là chương trình dành cho liên thông thì đều hưởng các quyền lợi như trên. Thì ngoài ra thì tại Manitoba thì học sinh có thể được hoàn trả lại các chi phí mà học sinh đã đóng cho trường, ví dụ như những chi phí về học phí hay là những bảo hiểm. Thì việc hoàn trả này tối thiểu là 60% học phí mà học sinh đã đóng cho trường. Thì việc hoàn phí thì không ảnh hưởng tới những cái quyền lợi khác khi mà học sinh sống và làm việc tại Canada. Thì hiện tại Tân Đại Dương là đại diện của hai trường nổi tiếng tại Manitoba, đó là trường Đại học University Manitoba, là trường được thành lập năm 1877 và là một nơi đầu tiên, trường đại học đầu tiên tại miền Tây Canada. Và nó hiện tại là có 27.000 học sinh, trong 10% trong số đó là 90 nước trên thế giới. Trường thứ hai đó là Red River College, thì trường là một trường nổi tiếng về chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, du lịch, nhà hàng khách sạn và kế toán. Thì trường này vô cùng có chi học phí vô cùng rẻ, đó là 10.000 đô la Canada một năm. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.